Xin chào anh em. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em mẫu guitar classic hàng Việt bên em nhé. Mẫu guitar classic hàng Việt. Mặt tốp là mặt thông anh em ạ. Đấy. Ngựa là ngựa xương các bác nhá, xương. Đấy. Lược cũng là lược xương. Cần này. Khóa vàng. Đó. Lưng tốp là mặt thông gỗ nguyên tấm. Đó. Lưng là gỗ sồi các bác nhá. Lưng này, hông, lưng hông gỗ sồi. Cần đàn này. Cần đàn cổ liền. Hàng rất đẹp các bạn. Em quay tổng thể cây đàn nhé. Đó. Đây là cây classic dáng đầy. Có ti chỉnh cong cần các bác nhé. Đây ti đây. Đây. Bên trong đàn thì làm rất trong chuốt. Tối thế nhỉ. Đó. Nan làm rất là tỉ mỉ nhé. Hàng gỗ thịt 100%. Tổng thể cái đàn rất là đẹp. Cây này là sơn bóng các bạn. Đấy. Rất là bóng bẩy. Đẹp. Cây này em đang bán với giá là 2.400.000. Bao gồm để em lấy bao nhá, quên mất không lấy bao đàn với các phụ kiện, lấy ra cho nó dễ. Đấy. Bao này lấy luôn cả dây. Đây. Đây là cái bao đàn này. Bao 3 lớp. Vải bao bố các bác nhá. Rất là bền. Đấy, bền hơn so với cái da. Bao da bền hơn so với bao da rất nhiều các bạn. Cái vải bao bố này 3 lớp nhá, rất dày dặn. Một bộ dây Fender dự phòng này. Một cái pick, một cái lục giác chỉnh cong cần và một miếng dán chống xước nữa. Đây, cây đàn đây. Đó, 2.400.000 là đầy đủ phụ kiện hết rồi. Chết rồi, không có có để xuống test thử cho các bác. Đây. Âm thanh nói chung là khá hay các bạn. Đấy, action thì đã chỉnh khá là thấp rồi. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Đấy. Dòng này là dòng cũng khá là cao cấp các bạn ạ. Cũng khá cao cấp, vân gỗ rất đẹp nha. Đấy. Chỉ có 2.400.000 thôi các bác nhá. Em bán 2.400.000 khuyến mại. Đầy đủ phụ kiện. Rất đẹp. Thì em có nhận là ship toàn quốc. Đóng hàng cẩn thận. Còn rất nhiều các bạn, đàn thì rất nhiều. Vài trăm cây cơ. Bên này nữa này. Đó. Rất nhiều.
Bác nào có nhu cầu mua cái dòng sản phẩm cái classic sồi này thì liên hệ em nhé. Giá là 2,4 triệu đầy đủ phụ kiện. Số điện thoại của em là 0979 911803. Bác có thể Zalo hoặc gọi điện trực tiếp, nhắn tin vào số trực tiếp cho em cũng được. Xin chân thành cảm ơn các bạn.